Xin chào tất cả các bạn. Bóng đá 365 xin được gửi đến các bạn bản tin sổ kèo ngày 23 tháng 6. Tâm điểm của ngày hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Qatar và Argentina trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng tại bảng B Copa America 2019. Chúng tôi sẽ đưa ra những dự đoán theo thứ tự, tỷ số, tài xỉu hiệp 1 và phạt góc. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Trước khi đến với những phần nhận định, mời các bạn cùng quan sát tỷ lệ kèo châu Á, châu Âu và tài xỉu của trận đấu này. Kế tiếp là thành tích của Qatar và Argentina trong 6 trận gần nhất. Qatar mới chỉ giành được 1 điểm sau 2 lượt trận tại bảng B Copa America 2019. Điều này không có gì bất ngờ bởi ngay từ đầu, nhiều người đã đánh giá cơ hội bị tiếp của họ không nhiều. Tuy nhiên, đại diện châu Á vẫn để lại được những ấn tượng rất tốt dù chỉ dự giải với các khách mời. Họ cầm hòa Paraguay trong ngày ra quân dù bị dẫn trước đến 2 bàn. Tiếp đó, trước một Colombia được đánh giá cao hơn rất nhiều, đại diện châu Á đã thi đấu hết sức kiên cường. Phải đến phút thứ 86, Duvan Zapata mới có thể giúp đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng và chính thức bước vào vòng trong. Hiện tại, họ vẫn còn cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, trước mặt Qatar là một Argentina được đánh giá quá cao. Thêm vào đó, những mặt hạn chế cũng rất khó khắc phục trong thời gian ngắn. Hạn chế trong những phương án tấn công là điều thấy rõ rệt nhất. Chưa đối thủ tấn công tốt, tuyển quốc gia này bất lực trong việc tạo ra những đòn áp trả để sức nặng. Bên kia chiến tuyến, Argentina bước vào trận đấu này với mục tiêu buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Hiện tại, họ đang đứng cuối bảng B với chỉ một điểm có được. Nỗi thất vọng chắc chắn đang bao trùm lấy ABC Leste. Tuy nhiên, đây không phải là lúc họ ủ rũ. Giấc mơ vô địch vẫn còn đó và họ cần cố gắng hết sức trong lượt trận cuối. So với Qatar, chắc chắn Argentina được đánh giá cao hơn về mặt lực lượng. Họ có những sát thủ thật thụ bên trong vòng cấm và một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới, Lionel Messi. Sau đây, mời các bạn cùng xem đội hình ra sân dự kiến của hai bên. Đoàn quân xứ sở Tango mới chỉ có được một bàn thắng tại giải đấu năm nay. Nó được chính Messi thực hiện thành công trên chấm phạt đền và cứu đội nhà tránh khỏi một trận thua nữa. Điều này chắc chắn sẽ góp phần giải tỏa tâm lý và giúp các cầu thủ thi đấu quyết tâm hơn, tự tin hơn. Sự khác biệt của các ngôi sao sẽ giúp Argentina chiến thắng. Với quyết tâm cao, tranh biệt hai bảng không phải là vấn đề để ABC Leste ăn kèo nhà cái Qatar và Argentina hôm nay. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với phần dự đoán về kèo tài xỉu của trận đấu giữa Qatar và Argentina. Cơ hội đi tiếp của Qatar vẫn còn nếu giành chiến thắng trong lượt trận cuối. Rõ ràng, đại diện châu Á muốn tiến sâu hơn thay vì chỉ mang danh khách mời. Điều này được thể hiện rõ rệt trong cả hai trận đấu của họ. Trước Paraguay, dù bị dẫn trước đến 2 bàn nhưng họ vẫn thi đấu rất tự tin. Áp lực của đại diện châu Á tạo ra trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Giờ đây, họ bước vào lượt trận cuối với tâm thế không còn gì để mất. Dù cho kẻ địch trước mắt có là Argentina đi chăng nữa, thì họ vẫn sẽ ưu tiên cho mặt trận tấn công. Và nếu như Qatar muốn thắng 1, thì ABC Leste muốn thắng 10. Chiến thắng đối với Lionel Messi và các đồng đội, không những vì tấm vé đi tiếp, mà còn vì danh dự của một trong những nền bóng đá giàu truyền thống nhất Nam Mỹ. Tấn công và ghi bàn rõ ràng là mục tiêu tối quan trọng với Argentina trong trận đấu này. Đẳng cấp từ những ngôi sao tấn công hứa hẹn sẽ giúp họ tạo nên sự khác biệt. Từ tình hình cũng như tham vọng của hai bên, rõ ràng những pha ăn miếng trả miếng kịch tính sẽ xuất hiện liên tục. Những vũ công tango không sở hữu đội hình quá gắn kết như Colombia, đó là cơ hội của Qatar. Yêu cầu nội tài trong kèo nhà cái Qatar và Argentina hôm nay là 3 bàn. Chuyên gia của bóng đá 365 nhận định con số này không khó để vượt qua. Để tiếp tục bản tin soi kèo hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi phần dự đoán về kèo hiệp 1. Qatar không thi đấu bùng nổ trong nửa đầu thời gian của trận đấu. Họ thường nhập cuộc rất thận trọng và tập trung kiểm soát khu vực giữa sân
trước khi tạo ra những tình huống vây hãm khung thành đối phương. Nói cách khác, chiến thuật phòng ngự phản công được họ tận dụng một cách hiệu quả và đã có phần biến hóa. Chính điều trên đã giúp tuyển quốc gia này lên ngôi tại AFC Asian Cup. Nhìn vào tần suất ghi bàn có thể thấy rõ cách chơi. Qatar thường xuyên đẩy cao đội hình và gây áp lực lớn kể từ phút thứ 60 trở đi. Họ đến với Copa America và phải đối đầu với những cái tên được đánh giá cao hơn. Bởi vậy, lối chơi trên cũng đã được triển khai. Với mục tiêu là chiến thắng, một thế trận tấn công tổng lực sẽ được những vũ công tăng gồ tạo ra. Tuy nhiên, họ có thể lấn lướt về thời gian kiểm soát bóng, nhưng bàn thắng thì không. Những thống kê ở 3 trận giao hữu chuẩn bị cho Copa America cho thấy Argentina thường thi đấu khá bế tắc trong 30 phút đầu trận. Hiệp 2 mới là lúc những pha lên bóng phát huy tác dụng rõ rệt. Hiệp 1 của cuộc đối đầu này sẽ không có nhiều bàn thắng. Và để củng cố nhận định này, mời các bạn cùng xem một vài số liệu thống kê. Phần nhận định về kèo phản gốc sẽ kết thúc bản tin soi kèo cho cặp đấu tâm điểm Qatar và Argentina. Khi đối đầu với những đội bóng được đánh giá cao hơn, Qatar tỏ ra khá thua thiệt trong những pha giảm chết tấn công. Điều này xảy ra trong cả 3 trận gần nhất khi họ chạm trán Brazil, Paraguay và Colombia. Họ chủ trương tập trung số đông cầu thủ bên phía sân nhà để phòng ngự. Những pha lên bóng ở khu vực trung lộ thường bị chặn đứng trước khi kịp gây nguy hiểm. Lúc này, nhiều người nghĩ họ sẽ tấn công biên như một phương án cứu cánh. Tuy nhiên, điều đó không hề khả thi, đặc biệt là khi đương đầu với những đội bóng Nam Mỹ. Các tuyển quốc gia ở đây từ lâu đã nổi tiếng với nền tảng thể lực và tốc độ rất sung mãn. Qatar rõ ràng không có cửa gây khó khăn. Số tình huống phạt góc ít ỏi họ nhận được trong 3 trận kể trên chính là minh chứng rõ rệt nhất. Trung bình, đại diện châu Á chỉ tạo ra được chưa đến 3 pha phạt góc trên một trận. Bên kia chiến tuyến, Argentina cũng không có đủ điều kiện để tận dụng hiệu quả bóng bổng từ những pha tạt cánh. Đội hình của họ không có những cầu thủ thực sự vượt trội về mặt thể hình, đặc biệt là nơi hàng tiền đạo. Trái tim trên mặt trận tấn công của những vũ công tango là Lionel Messi cũng không có xu hướng bám biên. Anh thường xuyên đi bóng sọc thẳng vào trung lộ. Chuyên gia của bóng đá Barcelona nhận định không dễ để thay đổi lối chơi chỉ sau một vài ngày. Chính bởi vậy, tấn công biên và phản góc sẽ không phải phương án được ưu tiên trong trận đấu này. Sau đây là một vài số liệu thống kê cho kèo phản góc. Cuối cùng, chúng tôi xin tổng hợp lại phần dự đoán của bảng tỷ số kèo ngày 23 tháng 6. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin để lại ở phần comment bên dưới. Đừng quên like và subscribe kênh bóng đá 365 để đón xem những nhận định và thông tin thú vị sau kênh môn thể thao vừa.